Vâng, xin chào tất cả các bạn. Thì Bảo Trâm rất vui vì được quay lại cùng với chương trình chia sẻ bí quyết du học Úc ngày hôm nay để có thể mang đến cho tất cả các bạn những thông tin mới nhất về các suất học bổng khi mà các bạn chọn Úc làm điểm đến du học của mình. Thì trường đại học James Cook hay còn gọi tắt đó là GCU, đây là trường đại học được xếp hạng trong nhóm 4% các trường đại học hàng đầu ở trên thế giới theo bảng xếp hạng của Đại học Giao thông Thượng Hải hay là The QS và US News and World Report. Và GCU cũng là trường thuộc top 50 các trường có tuổi đời thành lập dưới 50 năm. GCU cũng là trường thuộc nhóm 12 trường hàng đầu trên thế giới giảng dạy về ngành du lịch, đặc biệt đó là ngành du lịch sinh thái. Và đây cũng là một trong 7 trường đại học thuộc nhóm tiêu chuẩn 5 sao về tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp. Thì trường đại học James Cook, cơ sở đặt tại Brisbane, thủ phủ là bang Queensland, thành phố lớn thứ 3 ở Úc, sẽ cung cấp 30 suất học bổng thạc sĩ từ 4.000 cho đến 5.000 đô la Úc dành cho các bạn sinh viên Việt Nam dự định học tại trường vào kỳ nhập học tháng 7 năm 2015 với các chuyên ngành như là quản trị kinh doanh, kế toán, du lịch khách sạn nhà hàng hay là công nghệ thông tin. Và điều kiện cần để các bạn nhận học bổng đó là các bạn học sinh phải nộp đầy đủ hồ sơ xin học bổng, bao gồm đó là đơn xin nhập học, bản sao bản điểm mà đại học, bản sao các văn bằng đại học cũng như là bản sao chứng chỉ IELTS, BTE hay là TOEFL. Các bạn cũng phải vượt qua phòng phỏng vấn trực tiếp hoặc là qua Skype với lại đại diện James Cook tại Việt Nam. Và các bạn phải đăng ký một trong các khóa học ở bậc thạc sĩ tại trường James Cook hay là khóa dự bị thạc sĩ và đi kèm với là khóa thạc sĩ. Và điều kiện để được xét cái mức học bổng như sau, đó là đối với học bổng 4.000 đô la Úc thì yêu cầu các bạn phải được IELTS là 6.0, không có kỹ năng nào dưới 6.0, BTE là 61 hoặc là TOEFL 85 và kỹ năng viết phải từ 19 điểm trở lên. Còn đối với mức học bổng là 4.500 đô la Úc thì yêu cầu các bạn IELTS phải là 6.5, không có kỹ năng nào dưới 6.5, BTE là 64 và TOEFL là 90, kỹ năng viết cũng phải từ 19 trở lên. Và đối với học bổng cao nhất đó là 5.000 đô la Úc là yêu cầu các bạn IELTS phải là 7.0, không có kỹ năng nào dưới 7.0, điểm BTE là 70 và TOEFL là 100, kỹ năng viết phải từ 19 trở lên. Và trường đại học James Cook ở cơ sở Brisbane sẽ cấp học bổng cho các bạn học sinh thông qua việc giảm trừ học phí vào các thời điểm như sau và các bạn cần lưu ý. Đó là đối với các bạn chọn học cái khóa dự bị thạc sĩ và thạc sĩ thì cái này sẽ được hoàn vào kỳ tháng 2 của khóa thạc sĩ và vào kỳ cuối của khóa thạc sĩ. Còn đối với chương trình thạc sĩ thì các bạn sẽ được hoàn vào học kỳ thứ 5 của khóa thạc sĩ hay là học kỳ cuối của khóa thạc sĩ. Và thời hạn nộp hồ sơ đó là các bạn học sinh vui lòng nộp hồ sơ trước kỳ nhập học vào tháng 7 năm 2015. Và còn bất kỳ thắc mắc nào về hồ sơ du học Úc và làm sao để nhận được visa, các bạn hãy liên hệ ngay với công ty du học Tân Đại Dương theo địa chỉ 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Ngoài ra Tân Đại Dương còn hai chi nhánh ở quận 5 và thành phố biển Nha Trang. Lưu ý Tân Đại Dương không có chi nhánh ngoài Hà Nội. Hoặc các bạn cũng có thể gọi ngay đến số điện thoại 0838484879 và truy cập ngay vào website tandaiduong.edu.vn hay là tddvn.com để tìm hiểu thêm thật nhiều thông tin. Và điều lý cuối cùng, các bạn hãy nhớ subscribe du học Tân Đại Dương để có thể tìm hiểu thêm thật nhiều thông tin hữu ích dành cho bản thân của mình các bạn nhé. Và giờ đây xin mời các bạn hãy cùng theo dõi một clip chia sẻ của một bạn đã đậu visa du học Úc các bạn nhé. Xin chào các bạn, mình là Khánh Phi. Năm nay mình 22 tuổi và mình sinh ra lớn lên ở Bình Thuận. Quê mình có truyền thống là trồng thanh long. Và khi mà các bạn muốn đi du lịch đến Bình Thuận thì các bạn hãy đến những nơi như là biển Đồ Dương, biển Cam Bình hoặc là khu du lịch Đồi Sứ, Mũi Né. Cái sở thích của mình là khám phá và tìm hiểu những điều mới lạ và tiếp xúc với mọi người để học hỏi những cái hay cái tốt của mọi người. Bởi vậy cho nên là mình đã quyết định đi du học Úc để mà tìm hiểu, để mà bước sang một cái đất nước mới, hòa nhập với những cái con người mới để học tập lối sống, phong cách sống cũng như là giúp cho mình năng động và tự tin hơn trong cái môi trường làm việc quốc tế. Hiện nay thì mình đang học Anh văn tại Trung tâm Ngoại ngữ của trường Đại học Bách khoa. Mình học Anh văn như vậy để tăng cái khả năng nói tiếng Anh của mình để sau này khi mà bước sang nước Úc thì mình sẽ học tập được tốt hơn cũng như là nhanh chóng hòa nhập với đất nước Úc. Thì em đã có mong muốn là đi du học Úc và khi em tìm hiểu được thì thấy cái nền giáo dục ở Úc rất là được chú trọng. Khí hậu của nước Úc thì cũng rất là ôn hòa và con người Úc thì thân thiện. Và đặc biệt thì em có một người bạn con ở bên Úc cho nên là em đã quyết định đi du học Úc để mà dễ dàng hòa nhập hơn với đất nước Úc.
cũng như là đỡ nhớ nhà và tiết kiệm được cái chi phí sinh hoạt ăn ở. Đầu tiên thì em sẽ học Anh văn trong vòng 15 tuần vì em đã có bằng IELTS là 5.0 cho nên là em chỉ học Anh văn trong vòng 15 tuần thôi. Vì em mong muốn là giảm chi phí học Anh văn bên Úc cho nên là em đã quyết định luyện thi IELTS chỉ trong vòng 3 tháng thôi. Và trong vòng thời điểm đó thì em tự học là chính. Và ở nhà thì em mua những cái bộ đề luyện thi IELTS để mà tự luyện. Rồi song song đó thì em cũng lên mạng tìm hiểu những cái đề thi khó hoặc là học hỏi thêm nhiều từ vựng mới. Và thỉnh thoảng vào thứ bảy chủ nhật thì em cũng tham gia những cái câu lạc bộ tiếng Anh để rèn luyện cái khả năng nói tiếng Anh của mình. Em sẽ theo học trường quản trị nhà hàng khách sạn William Blue. Thì trường em được thành lập vào năm 1990 và trường được công nhận là trường đào tạo ngành nhà hàng khách sạn tốt nhất tại Sydney và đứng thứ hai tại Úc. Và trường cũng được công nhận bởi Hiệp hội ngành nhà hàng khách sạn tại Mỹ. Và em thích nhất là chương trình đào tạo của trường, bởi vì chương trình đào tạo của trường thì song song giữa thực hành và lý thuyết. Thì mình sẽ có 6 tháng học tập lý thuyết và 6 tháng thực hành. Và đặc biệt thì trong quá trình mà học tập thì mình sẽ trực tiếp thực hành tại nhà hàng William Dining của trường. Sau khi mà học tập ở Úc xong thì em có mong muốn là được làm việc tại Úc 2 năm. Và sau khi làm việc và đúc kết đầy đủ kinh nghiệm rồi thì em sẽ quay trở về Việt Nam và làm việc và giúp ích cho đất nước. Một hôm thì em có xem TV trên chương trình Hành trang du học thì có giới thiệu đến công ty tư vấn du học Tân Đại Dương, và em cũng có tìm hiểu nhiều có công ty tư vấn du học khác. Và khi mà so sánh giữa nhiều công ty với nhau thì em đã quyết định chọn công ty Tân Đại Dương vì em được bạn bè cũng như là nhiều người khuyên là nên chọn công ty Tân Đại Dương, vì công ty Tân Đại Dương là một công ty có kinh nghiệm trong việc thụ lý hồ sơ và giải quyết những cái hồ sơ đi du học. Khi mà em bước vào công ty Tân Đại Dương thì em cảm nhận đầu tiên của em thì rất cái anh chị rất là nhiệt tình hướng dẫn cho em tới từng bộ phận để mà giải quyết hồ sơ của em. Thì khi mà bước vào công ty Tân Đại Dương thì em đã được gặp chị Châu. Chị Châu đã nhận hồ sơ của em và sau đó thì chị Hương đã giải quyết hồ sơ cho em, sắp xếp hồ sơ của em rất là chi tiết, tỉ mỉ. Chị Hương đã giúp cho cái hồ sơ của em trở nên tốt hơn, vì hồ sơ của em cũng tương đối là gặp nhiều khó khăn. Nhưng mà cuối cùng thì chị Hương đã giúp em giải quyết hồ sơ cho em, và đến ngày hôm nay thì em đã nhận được visa đi du học. Cuối cùng thì em nghĩ rằng quyết định của em khi mà chọn công ty tư vấn du học Tân Đại Dương để làm hồ sơ du học Úc cho mình thì rất là đúng đắn. Nếu sau này mà có bạn bè hoặc là người thân muốn đi du học thì em sẽ giới thiệu công ty tư vấn du học Tân Đại Dương để giúp cho bạn bè cũng như là mọi người thực hiện được cái ước mơ đi du học. Và cảm ơn những anh chị ở Tân Đại Dương đã nhiệt tình giải quyết hồ sơ của em và giúp em thực hiện được ước mơ đi du học Úc. Em chúc anh chị nhiều sức khỏe và em mong muốn là một ngày nào đó thì em sẽ quay trở về và chia sẻ những kinh nghiệm về học tập và sinh sống tại Úc cho anh chị trong công ty tư vấn du học Tân Đại Dương.